Công ty bán khóa học làm giàu báo lộ. Một công ty chuyên bán khóa học làm giàu đã báo cáo lỗ lớn trong năm nay. Doanh thu giảm mạnh do nhu cầu giảm và chi phí quảng cáo tăng cao. Công ty đã chi hàng tỷ đồng để quảng bá nhưng không đạt được kết quả như mong đợi. Ngoài ra, các khóa học bị đánh giá là không mang lại giá trị thực tiễn. Kết quả là công ty đang phải đối mặt với nhiều khó khăn tài chính.